ลูกแม่เด
chúng mình đã nhìn thấy được những phép thần công của tôi không chúng ta chưa? Màu hoa màu gì nữa đây? Đúng rồi, màu đỏ nha. Rồi, xem màu đỏ sẽ biến thành màu gì đây? Bốn bạn là mỏ ra. Vẫn là màu đỏ. Thế là lại quên chưa vỗ tay rồi. Vỗ tay lớn lên nào. Một, hai, đếm cùng chú nha. Ba. Bông hoa màu gì? Như vậy là từ màu đỏ thành màu gì các bạn? Đây là cái gì đây nhở? Đã vào chỗ lông gà đúng không? Đã bạn nào được thử sức mạnh của cái này từ ba mẹ chưa? Rồi, hãy xem chỗ lông gà này sẽ làm gì, biến thành gì nhá. Vẫn ra chỗ lông gà thế này. Wow! Cái gì đây các bạn? Có bạn nào thích cái ô này không? Vậy thì vỗ tay còn gì nữa? Chúng mình ơi, chúng mình cứ ngồi.